Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp, âm lịch là ngày 28 tháng 2, tức ngày Bính Ngọ tháng Ất Mão năm Quý Mão, tiết khí Thanh Minh, giờ Hoàng đạo Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ Kim Quý, Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ Bảo Quang, Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ Ngọc Đường, Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Tư Mệnh, Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ Thanh Long, Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Minh Đường, giờ Hắc Đạo, Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ Bạch Hổ, Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Thiên Lao, Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ Nguyên Phú, Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Câu Trần, Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Thiên Hình, Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ Chu Tước, Ngũ Hành Niên Mệnh, Thiên Hà Thủy, ngày Bính Ngọ tức Can Chi Tương Đông, Hỏa là ngày Cát, Nạp Âm, Thiên Hà Thủy kỷ tuổi Canh Tý, Mậu Tý, ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy, ngày Ngọ lục hợp Mùi, Tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Xem ngày tốt xấu theo trực mãn nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Tuổi xung khắc, xung ngày Mậu Tý, Canh Tý, xung tháng Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu. Sao tốt, hiện tài, tốt mọi việc, cầu tài lộc, khai trương. Ích Hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Dần Nhật, thời đức, tốt mọi việc. Nhân duyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ kim thần thất sát. Sao xấu, thiền lại, xấu mọi việc, tiểu hao xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc. Lục bất thành, xấu đối với xây dựng. Hà khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, đầu thổ, xây dựng nhà cửa. Cầu rào, xấu mọi việc, nhất là khởi công, đồng thổ, xây dựng. Hướng xuất hành, thì thần, hướng thần may mắn, tốt hướng Tây Nam. Tài thần, hướng thần tài, tốt hướng Đông. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sao thất ngũ hành hỏa, động vật chư, con heo, thất hỏa chư, cảnh thuần, tốt. Thiết tú, tướng tinh con heo, chủ trị ngày thứ ba, nên làm khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Kiêng cữ, sao thất, đại kiết, không có việc gì phải kiêng cữ. Ngoại lệ, sao thất gặp ngày Dần, Ngọ, Tuất, nói chung đều tốt. Ngày Ngọ đồng viên rất hiền đạt. Ba ngày Bính Dần, Nhâm Dần, Giáp Ngọ rất tốt nên xây dựng và chôn cất. Song những ngày Dần khác không tốt, vì sao thất gặp ngày Dần là phạm phục đoạn sát. Nhân thân, ngày 18 tháng 4 năm 2023 dương lịch là ngày Can Bính. Ngày Can Bính không trị bệnh ở vai. Ngày 28 âm lịch nhân thần ở phía trong, cổ tay, phía trong đùi, tránh một sự tổn thương va chạm, một sẻ châm trích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong, tiểu cát tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, từ 23 giờ đến 1 giờ. Không vong tuyệt lộ xấu từ 1 giờ đến 3 giờ, từ 13 giờ đến 15 giờ. Đại an tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, từ 15 giờ đến 17 giờ. Tốc hỷ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, từ 17 giờ đến 19 giờ. Lưu niên xấu từ 7 giờ đến 9 giờ, từ 19 giờ đến 21 giờ. Xích khẩu xấu từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày xuất hành theo khổng minh, thiên tài tốt để xuất hành cầu tài thắng lợi, được mọi người giúp đỡ mọi việc đều thuận buồm. Sau đây là thông tin chi tiết về tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của con giáp Tuổi Tý, can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Tý Thủy, tự xung tác động vận trình sa sút. Xem tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp, Tuổi Tý gặp ngày tư xung nên vận trình có phần sa sút, khó khăn chồng chất, công việc ngổn ngang, việc mới và việc cũ. Tinh thần của con Tý dạo này khá sao lãng nên mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn rất nhiều. Bạn đang lãng phí thời gian nhưng không thực sự làm gì cả. Tuổi Tý dễ dàng bị bực tức với tất cả mọi thứ, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Hôm nay bạn cần tránh tranh cãi với đồng nghiệp hay đàm phán giao dịch tài chính, bởi rất có thể bạn sẽ khơi mào những tranh cãi không đáng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình công việc của mình. Chuyện tình cảm chịu tác động của thủy hỏa xung khắc cũng chẳng được suôn sẻ là bao,
mâu thuẫn giữa nửa kia ngày càng leo thang, mối quan hệ ngập tràn căng thẳng, không ai chịu nhường ai, khiến tình cảm rạn nứt. Nếu con giáp này không tìm cách giải quyết mau chóng thì rất có thể sẽ phải đối mặt với đổ vỡ. Người xưa cho rằng người cầm tinh con chuột về tính cách thường đa sầu đa cảm, mềm mỏng dịu dàng, song đa phần là người tốt, tính tình lại hơi ương ngạnh, và có người tính nóng như lửa. Về mặt trí tuệ là người thông minh lanh lợi, thảo phát, làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Tý. Tử vi tuổi giáp Tý mệnh kim, khó khăn chồng chất, công việc ngổn ngang, việc mới việc cũ. Tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy, tinh thần sao lãng, lãng phí thời gian nhưng không làm gì cả. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, dễ dàng bực tức với tất cả mọi thứ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, mối quan hệ ngập tràn căng thẳng nhưng không ai chịu nhường ai. Tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, tránh tranh cãi với đồng nghiệp hay đàm phán giao dịch tài chính. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường: xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu. Con số may mắn: 55, 67. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tý có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của con giáp tuổi Sửu. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Sửu Thổ. Hôm nay tiếp nối tử vi hàng ngày ngày 17 tháng 4 năm 2023 thì tuổi Sửu đối mặt với không ít khó khăn do cục diện tương hại ảnh hưởng. Điềm báo có tiểu nhân rình rập, giở trò quấy phá hãm hại, khiến sự nghiệp của bạn ngày càng tụt dốc. Những cố gắng của bản mệnh có thể bị đánh đổ ngay trước mắt mà không tìm ra phương án ứng phó kịp thời. Cũng trong ngày này, Sửu cần phải chú ý tới cách ăn nói, thái độ cư xử của mình kẻo gặp phải rắc rối không đâu. Nhất là trong ngày thương quan nhập cục, bạn cần phải xác định được đối tượng đang giao tiếp với mình là ai. Sự kiêu ngạo hiếu thắng và quá mức tự do của bạn có thể khiến cho người có chức có quyền phản cảm, rất bất lợi cho đường tiến thân của bạn. Bù lại hỏa sinh thổ, đem đến những tín hiệu tích cực cho đường tùy duyên của những chú trâu. Đôi lứa yêu nhau được đắm chìm trong tình yêu, hạnh phúc ngập tràn, và không phải phiền lo về bất cứ điều gì cả. Cả hai luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, cùng nửa kia vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Tuổi Sửu đại diện cho sức mạnh về thể chất và tinh thần. Tính cách của người tuổi Sửu có nhiều ưu điểm như sống độc lập, trưởng thành sớm, mạnh mẽ và kiên định. Họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn và nguy hiểm. Đối với công việc, người tuổi Sửu rất cần cù và chăm chỉ. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim, đối mặt với mọi khó khăn do có tiểu nhân rình rập và giở trò quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, những cố gắng có thể bị đánh đổ ngay trước mắt mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, cần phải chú ý cách nói năng, thái độ cư xử của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, đôi lứa đón nhận những tín hiệu tích cực cho đường tỷ duyên. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, sự kiêu ngạo hiếu thắng quá mức tự do có thể gây ra rắc rối. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 5 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường: cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Tý. Con số may mắn: 55, 69. Cảm ơn quý chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của con giáp tuổi Dần. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Dần Mộc, tam hợp che chở thể hiện năng lực. Ngày tam hợp độ mệnh, cơ hội để tuổi Dần thể hiện năng lực của bản thân đã bắt đầu xuất hiện. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bản mệnh chứng tỏ cho mọi người thấy rằng bạn là người nói hay nhưng làm cũng rất tốt. Vốn dĩ con giáp này có nhiều tài lẻ, nhưng trước đây chưa có cơ hội để thể hiện mình. Và thứ ba này chính là thời điểm hoàn hảo để bạn làm điều ấy. Hôm nay còn là ngày bội thu với bản mệnh,
tuy có nhiều cơ may tài lộc tìm tới, nếu bạn chăm chỉ chịu khó làm lụng thì sẽ không phải lo lắng không có tiền tiêu, không những thế còn tích lũy được một khoản đề phòng khi sau này cùng dần tới nữa. Công sức bỏ ra bấy lâu nay đã tới lúc để bạn tận hưởng một cách đầy tự hào đó. Song dù công việc bận rộn hay cơ hội kiếm tiền nhiều tới đâu, cũng không nên để nó lấn chiếm hết thời gian riêng tư. Để rồi cuối cùng nhiều tiền mà chuyện tình cảm lại chẳng đâu vào đâu. Bản mệnh hãy cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Người độc thân nâng ca, ngoài gặp gỡ bạn bè để phát triển các mối quan hệ cho mình, còn có người có đôi có cặp thì cũng có thời gian vun vén hạnh phúc của mình đó. Người tuổi Dần, bản tính cách mạnh mẽ sôi nổi, thái độ lạc quan. Người tuổi Dần khiến mọi người chẳng thể nào lạnh nhạt và cô đơn. Trong đám đông họ trở thành tâm điểm chú ý. Người tuổi Dần rất khó tin tưởng người khác, nhưng một khi đã tin thì lại là một người thành thật, một lòng một dạ, giàu tình cảm, khẳng khái và có khiếu hài hước. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần mệnh thủy, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân, chứng tỏ nói được làm được. Tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, một ngày bội thu khi có nhiều cơ may tài lộc tìm tới. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, cứ chăm chỉ chịu khó làm lụng thì sẽ không lo không có tiền tiêu. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, nên cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, công sức bỏ ra bấy lâu nay đã tới lúc bạn tận hưởng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ: ngọ, hợi, tuất. Con số may mắn: 5566. Cảm ơn quý anh chị tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dần có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Mão ngày 18 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Mão Mộc, tương phá cản lối nhiều chuyện thị phi. Ngày Ngọ Mão tương phá là điềm báo có nhiều thị phi xảy tới, nhắc nhở tuổi Mão cần hết sức cẩn trọng. Đôi khi chỉ vì vài lời đồn thổi vô căn cứ nhưng không hiểu chuyện sẽ rất dễ hiểu lầm về bạn. Sức mạnh của thị phi có thể khiến vận trình của bạn điêu đứng. Cho dù bạn không làm gì sai nhưng cũng khó cứu vãn danh tiếng nếu cứ vô tư và để mọi chuyện xảy ra. Công việc trong ngày của tuổi Mão cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ những lời đồn đoán đó. Tuy không thiệt hại lớn nhưng nó cũng làm lỡ sở một vài dự định trong thời gian tới của bạn. Ngày này tốt nhất nên hạn chế chia bè kết phái, bàn tán chuyện của người khác để giảm bớt thị phi. Mộc sinh xuất cho hỏa đe dọa mối quan hệ vốn thường trường yên bình của bạn. Những người có đôi phải dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu, thay vì cứ mải mê việc ai người ấy làm như hiện tại. Cả hai cần chia sẻ và tâm sự những chuyện gặp phải trong đời sống, để hai người hiểu nhau hơn, nếu không khoảng cách sẽ ngày càng xa đấy. Người tuổi Mão là một người có cuộc sống tự do yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Tuy nhiên họ khá nhạy cảm, sẽ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão mệnh thủy, điềm báo có nhiều chuyện thị phi đối mặt với đồn thổi. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh hỏa, sức mạnh của thị phi có thể khiến vận trình của bạn điêu đứng. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh thổ, danh tiếng có thể bị tổn hại nếu cứ hành xử vô ý và tùy tiện. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh mộc, nên hạn chế chia bè kết phái, bàn tán chuyện của người khác. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh kim, đôi lứa phải dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc khắc tường: màu đen, màu trắng. Quý nhân phù trợ: hợi, mùi, tuất. Con số may mắn: 21, 52. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của tuổi Thìn. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Thìn Thổ, tử thần tương trợ tiền bạc dư giả. Người tuổi Thìn có một ngày gặp nhiều may mắn về phương diện tài chính nhờ tử thần độ mệnh. Bản mệnh đang được quý nhân giúp sức nên tiền bạc khá dư giả, cứ hết rồi lại có. Những người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính thì hôm nay cũng có thêm thu nhập phụ từ việc làm thêm hoặc là hưởng doanh thu. Trong khi đấy, những người theo nghề kinh doanh sẽ có một ngày khá bận rộn với các đơn hàng về tới tấp. Khách hàng ra vào nườm nượp,
Con giáp này cũng có nhiều kế hoạch muốn triển khai trong thời gian tới. Thành công hôm nay chính là điểm khởi đầu vững chắc để bạn thực hiện dự định đó ở trong tương lai. Ngũ hành tương sinh cũng nâng đỡ chuyện tình cảm của con giáp tuổi Thìn. Con giáp này may mắn có một gia đình hòa thuận, các thành viên luôn quan tâm tôn trọng lẫn nhau. Những bản mệnh còn độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý, cũng như nhiều tình cảm từ người khác phái, nên nắm bắt cơ hội này. Người tuổi Thìn, tính cách của họ nhìn chung là hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan, có ý chí tiến thủ cao. Trong 12 con giáp thì chỉ có Thìn là con vật sinh ra từ trí tưởng tượng của loài người. Câu quyết cho các con giáp tuổi Thìn. Từ phi tuổi giáp Thìn mệnh hỏa, gặp nhiều may mắn về phương diện tài chính, tiền bạc dư giả. Từ phi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, có thêm thu nhập phụ từ việc làm thêm hoặc thưởng doanh thu. Từ phi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, bận rộn với các đơn hàng về tới tấp, khách hàng ra vào nươm nượp. Từ phi tuổi Canh Thìn mệnh kim, có thêm cơ sở và niềm tin để triển khai các kế hoạch trong tương lai. Từ phi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, gia đình hòa thuận, các thành viên tôn trọng lẫn nhau. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 2-3 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường: màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Thân. Con số may mắn 5569. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thìn có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Tỵ ngày 18 tháng 4 năm 2023. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Tỵ Hỏa. Tỷ kiên hậu thuẫn càng thêm tự tin. Hôm nay tỷ kiên xuất hiện, người tuổi Tỵ càng thêm tự tin và vững tâm theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp của mình. Các tình này cũng mang tới những cơ hội thuận lợi để những chú rắn thể hiện được bản thân đúng lúc trước cấp trên, được tạo thêm điều kiện phát triển, rất có lợi cho đường tiến thân của bạn. Nhìn chung điểm báo tử vi cho thấy rằng bản mệnh đang có những thăng tiến đáng kể nếu như trong sự nghiệp ngày hôm nay. Nếu tiếp tục giữ vững trạng thái tinh thần như hiện giờ, con đường tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng. Ngoài ra bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ để chạm tay tới nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong công việc. Thu nhập của tuổi Tỵ ở thời điểm này nhìn chung ổn định, do đó tiền bạc tạm thời không phải là nỗi lo của bạn trong ngày hôm nay. Nếu muốn dư giả hơn nữa, tất nhiên bạn sẽ cần nỗ lực nhiều hơn và thời gian rảnh cũng sẽ bị cắt giảm. Bên cạnh đó, bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu về cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý hơn. Người tuổi Tỵ có phong cách sống riêng, sống hào phóng và nhiệt tình. Một số kép tính cách tiêu biểu của tuổi Tỵ là gọn gàng chính xác, có năng khiếu riêng, đồng minh sâu sắc, nhanh trí giỏi giao tiếp, nhạy cảm hay ghen, chủ động nhanh nhẹn, thích phiêu lưu can đảm, bình tĩnh và có ý chí mạnh mẽ. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Tỵ. Từ phi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, càng thêm tự tin và vững tâm theo đuổi các mục tiêu. Từ phi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, có những cơ hội thuận lợi để thể hiện bản thân trước cấp trên. Từ phi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, được tạo thêm điều kiện để phát triển. Từ phi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, nên dành thời gian để tìm hiểu về cách chi tiêu. Từ phi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, nên mở rộng các mối quan hệ để chạm tay tới nhiều cơ hội. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Con số may mắn 5362. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của con giáp tuổi Ngọ. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Ngọ Hỏa. Tự hình chiếu mệnh tự gây áp lực. Ngọ Ngọ tự hình có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Ngọ cảm thấy gấp gáp, vội vàng hơn thường lệ trong công việc. Điều này có thể gây ra những sai sót bất chợt. Thực tế là bạn không cần phải tự tạo áp lực cho bản thân như thế. Hãy cứ bắt đầu đơn giản, vững chắc và dần dần xây dựng cơ nghiệp trên nền tảng đó. Kiếp tài cảnh báo nguy cơ mất tiền mất của Ngọ trong hôm nay. Có vẻ như bạn suy nghĩ mọi việc quá đơn giản, đầu tư tiền bạc nhưng không tính tới rủi ro tiềm ẩn. Chính sự chủ quan đó có thể khiến bạn trả giá rất đắt và chính những đồng tiền xương máu của mình. Nhất là trong ngày tài khí hao tổn như hôm nay, nguy cơ thua lỗ hiện hữu ngay trước mắt. Về mặt tình cảm, bạn nên đầu tư tăng lượng thời gian và để làm mối quan hệ của mình, cứu vãn tình hình trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
giữa bạn và nửa kia đang hình thành những khoảng cách vô hình, đẩy cả hai ra xa nhau nhiều hơn. Thời tử ngọ bướng bỉnh cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này không bao giờ bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát nào hay tạo áp lực và rất ghét bị dồn vào đường cùng, trái lại họ thích làm mọi việc theo cách của họ. Câu quyết cho các con giáp tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ mệnh kim, cảm thấy gấp gáp vội vàng hơn thường lệ trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ mệnh thủy, không cần tự tạo áp lực cho bản thân, hãy cứ bắt đầu đơn giản. Tử vi tuổi mậu ngọ mệnh hỏa, có nguy cơ mất tiền do đầu tư tiền bạc nhưng không tính tới rủi ro. Tử vi tuổi canh ngọ mệnh thổ, nên đầu tư năng lượng và thời gian để làm mới mối quan hệ. Tử vi tuổi nhâm ngọ mệnh mộc, tài khí hao tổn, nguy cơ thua lỗ hiện hữu trước mắt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường: màu hồng, màu tím. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Dần và tuổi Mùi. Con số may mắn 11 và 25. Cảm ơn quý anh chị tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Ngọ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Mùi ngày 18 tháng 4 năm 2023. Can chi bính ngọ, thiên can bính hỏa, địa chi ngọ hỏa, mệnh chủ mùi thổ, tụ hợp nâng đỡ, gặp nhiều thuận lợi. Được lục hợp che chở, người tuổi Mùi sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong thứ ba này. Trước hết phải kể đến là công việc và hoàn thành các nhiệm vụ nhanh chóng, sau đó với mức độ chắc chắn cao, con giáp này không còn ngại dành thêm thời gian dạy dỗ để đầu tư và tìm hiểu kiến thức chuyên môn. Các khí còn giúp những chú dê có tin vui về tiền bạc, dù là người theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào cũng có lợi nhuận khả quan trong hôm nay. Tuy nhiên, con giáp này hãy kiềm chế ham muốn nhất thời để tránh đưa ra quyết định mua sắm bốc đồng nếu không muốn tình hình tài chính hao hụt. Ngoài ra, hôm nay con giáp này còn đón nhận cả tin vui về chuyện tình cảm, có thể nói là một ngày cực kỳ may mắn. Với Mùi, ngũ hành tư sinh báo hiệu, người yêu nhau cuối cùng cũng về được với nhau, vượt qua mọi cản trở để đến được bên nhau. Trong khi đó, người độc thân nên sống cởi mở, hòa đồng hơn với mọi người. Chính các mối quan hệ sẵn có sẽ giúp bạn có được nhân duyên tốt lành. Người tuổi Mùi là con giáp đứng thứ 8 trong 12 con giáp. Tổng quan, người tuổi Mùi thừa nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, quan trọng tình cảm gia đình. Ưu điểm của tuổi Mùi là thông minh, tài trí nổi trội, biết nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề một cách nhanh nhạy. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi mệnh kim, công việc thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh thủy, dành thêm thời gian dạy dỗ để đầu tư. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa, có tin vui về tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh thổ, tránh đưa ra quyết định mua sắm. Tử vi tuổi Quý Mùi mệnh mộc, người yêu nhau cuối cùng cũng về được với nhau. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: ngọ, mão, hợi. Con số may mắn 22, 24. Cảm ơn quý chị tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mùi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của con giáp tuổi Thân. Can chi bính ngọ, thiên can bính hỏa, địa chi ngọ hỏa, mệnh chủ thân kim, thiên tài trợ lực tài chính khởi sắc. Với tuổi Thân, thiên tài báo hiệu tài chính của bạn đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhanh chóng. Con giáp này đang có những khoản thu nhập bất ngờ, tiền đồ ào ào về túi. Thế nhưng nếu bạn cứ giữ thói quen cả thèm chóng chán, làm việc theo hứng, hết hứng là bỏ giữa chừng thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm và thiệt hại khá lớn. Công danh sự nghiệp ở thời điểm này không có gì phải lo lắng, mà đang làm tốt các nhiệm vụ của mình. Khẳng định năng lực vững vàng, các kế hoạch diễn ra ổn thỏa. Con giáp này cũng cho thấy bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa nếu cho thêm cơ hội thích hợp. Ngày này, ngũ hành hỏa kim xung khắc lại cản trở không nhỏ tới vận trình tình cảm của con giáp này. Sự nóng vội của bạn có thể phản tác dụng, khiến đối phương cảm thấy bạn không nghiêm túc, không coi trọng mối quan hệ này, chỉ muốn nhanh chóng qua đường thôi, họ sẽ sợ hãi mà rút lui mất. Câu quyết cho các con giáp tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân mệnh thủy, tài chính đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhanh chóng. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh hỏa, có những khoản thu nhập bất ngờ, tiền đồ ào ào về túi. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh thổ, chớ giữ thói quen cả thèm chóng chán, làm việc theo hứng. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh mộc,
làm tốt trách nhiệm, khẳng định năng lực vững vàng. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim trở nên nóng vội trong tình cảm, kẻo phản tác dụng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ. Con số may mắn 19, 55. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thân có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của con giáp Tuổi Dậu. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Dậu Kim, tương hình tụ khí, tiến thoái lưỡng nan. Ngọ Dậu tương hình có thể đẩy tuổi Dậu vào những tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao mới đúng. Bạn được khuyên nên biết giữ mình tránh xa những vụ tranh cái, chia bè kết phái nơi làm việc trong ngày hôm nay. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp trong tương lai của bạn. Hãy đủ minh mẫn để nhận ra những việc mình cần làm là gì. Đừng quá lo chuyện bao đông. Nếu không biết phải cư xử ra sao, bạn có thể hỏi xin lời khuyên từ người làm việc lâu năm. Nhưng nhớ là chỉ tham khảo chứ đừng nhất nhất nghe theo đấy nhé. Một thái độ trung lập, con giáp này sẽ hạn chế được rất nhiều các rủi ro đấy. May mắn có tài tinh hỗ trợ nên con giáp này được an ủi phần nào. Ít tiền bạc hanh thông, nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, đặc biệt có lợi cho người làm nghề kinh doanh hay nghề tự do, giúp cho bản mệnh tăng thêm thu nhập lộc lá rủng rỉnh. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy nên biết giữ mình tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, hãy đủ minh mẫn để nhận ra những việc mình cần làm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, có thể xin lời khuyên từ người có kinh nghiệm nhưng chớ vội nghe theo. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc nên giữ thái độ trung lập khiêm tốn để tránh rủi ro. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, tiền bạc hanh thông, nhiều cơ hội kiếm tiền. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Sửu và tuổi Thìn. Con số may mắn 2267. Cảm ơn quý anh chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tuất. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Tuất Thổ, tam hợp tác động có cơ hội phát triển. Cục diện tam hợp đem tới nhiều tác động tích cực cho vận trình ngày mới của tuổi Tuất. Bạn dễ dàng đón nhận những cơ hội đáng quý để phát triển bản thân. Nếu con giáp này vẫn đang cảm thấy hoang mang, chưa tìm được hướng đi tương lai của mình, quý nhân cũng xuất hiện kịp thời để chỉ đường dẫn lối, giúp bạn tập trung vào phát triển lĩnh vực thích hợp nhất. Lại thêm đầu óc nhanh nhạy và linh hoạt, hiệu suất công việc được đẩy mạnh. Trong những công việc cần phát huy tài năng cá nhân, bản mệnh dễ dàng đưa ra những ý tưởng mới mẻ sáng tạo, dành cho sự công phục của đồng nghiệp. Những biểu hiện trong hôm nay giúp bạn gây hấn được ấn tượng tốt với cấp trên. Chẳng những vậy, ngũ hành tư sinh còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng không gặp bất cứ trục trặc nào. Điều này không chỉ tốt cho công việc làm ăn mà còn tăng độ hảo cảm của bạn trong các mối quan hệ tiềm năng, qua đó dễ dàng tìm được nửa phù hợp. Cầu quyết cho các con giáp tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh Hỏa được đón nhận những cơ hội đáng quý để phát triển. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh Thổ được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh Mộc, đầu óc nhanh nhạy linh hoạt, hiệu suất công việc đẩy mạnh. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh Kim, dễ dàng đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh Thủy, các mối quan hệ xã giao không gặp bất cứ trục trặc nào. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Con số may mắn 5567. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tuất có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của tuổi Hợi. Can chi Bính Ngọ, thiên can Bính Hỏa, địa chi Ngọ Hỏa, mệnh chủ Hợi Thủy, thiên quan gây rối vừa vặn tiểu nhân. Ngày hung tinh thiên quan dinh dập, người tuổi Hợi có một ngày khá vất vả khi công việc đương đầu với nhiều khó khăn. Đặc biệt tiểu nhân vận tăng cao là điểm báo có kẻ luôn tìm cách phá hoại, gây cản trở cho con giáp này. Môi trường công sở vốn nhiều thị phi, biết người biết mặt khó biết lòng, bạn trở nên quá tin tưởng ai khác, phải luôn có ý thức tự bảo vệ mình đấy. Ngày này trực giác của bạn không có quá chính xác,
nên thận trọng cho các quyết định liên quan tới tài chính. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, hãy tham khảo ý kiến của người xung quanh để có nhận định khách quan và tổng thể nhất. Còn nếu cứ khăng khăng nghe theo linh tính mách bảo, bản mệnh có thể đưa ra những lựa chọn sai lầm, tiền mất sợ mối ngồi tiếc nuối. Thủy hỏa bất dung trên tình cảm trục trặc cũng gây ra nhiều nỗi buồn phiền cho hợi. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia ngập tràn mùi thuốc súng. Cả hai đều là người nóng tính và có cá tính riêng, nên chẳng ai chịu nhường ai, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình chỉ vì cái tôi quá lớn. Cấu quyết cho con giáp tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi bệnh hỏa, công việc đương đầu với nhiều khó khăn. Tử vi tuổi đinh hợi bệnh thổ, biết người biết mặt khó biết lòng. Tử vi tuổi kỷ hợi bệnh mộc, nên thận trọng cho các quyết định liên quan tới tài chính. Tử vi tuổi tân hợi bệnh kim, trở nên khăng khăng nghe theo linh tính. Tử vi tuổi quý hợi bệnh thủy, buồn phiền về chuyện tình cảm trục trặc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc các tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Con số may mắn 5567. Cảm ơn quý chị tuổi hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi hợi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về tử vi ngày 18 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.